Rồi, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em làm cái bài lab tổng hợp 2. Đây là một trong những cái bài lab mà nó rất là sát với thực tế. Khi mà chúng ta hiểu cái bài lab này á, thì chúng ta có thể hiểu được cái hệ thống mạng mà chúng ta đang làm ở cơ quan của mình. Cho nên là hiểu được cái bài này nó rất là quan trọng. Thì trước tiên á, thì giới thiệu cái sơ đồ. Thì chúng ta có router 1 là router gateway. Thì từ router 1 này nè, nó có một cái đường nó đi ra ngoài internet. Thì cái cổng E0-1 này, chúng ta giả lập nó là một cái đường đi ra ngoài internet và kết nối với nhà cung cấp dịch vụ. Thì ở đây cái cổng E0-1 này á, mình sẽ xin IP DHCP. Còn những cái cổng ở trên router R1 như là chúng ta thấy trên hình này, trong đó có cổng E0 sẽ 0.12 dành cho VLAN 12. Chúng ta thấy rằng cái VLAN 12 này nè, nó sẽ connect với cái VLAN 12 bên R2 bên đây. Thì đây nè, nó connect qua đây qua cái VLAN 12. Rồi tương tự như vậy, ở đây nó có cái VLAN 13. Thì á, chúng ta thấy E0 sẽ 0.13, nó có VLAN 13 và R3 nó cũng có E0 sẽ 0.13, VLAN 13. Như vậy là cái VLAN 13 này là kết nối giữa R1 và R3. Nó đi qua cái đường switch này, đi qua switch này ha. Vậy thì ở đây á, chúng ta phải cấu hình cái đường E0-1, E0-3, E0-2 là trunking nha. Đường trunking để cho các cái frame nó được chạy trên đó ha. VLAN 12 nó cũng chạy được trên đó, VLAN 13 cũng chạy được trên đó. Thì ba con router này á, nó sẽ được browsing bằng cái giao thức tìm đường OSPF R0, cái vùng backbone đó. Rồi bây giờ chúng ta nhìn vào cái những cái con switch bên trong này. Thì ở trong cái mạng LAN này nè, mình có cái cổng E0-1 của router 2. Ở đây chúng ta thấy có cổng những cái sub interface như là 0.1.10 dành cho VLAN 10, 0.1.20 dành cho VLAN 20 và 0.1.30 dành cho VLAN 30. Thì ở đây chúng ta sẽ đặt các cái IP làm cái gateway cho những cái VLAN ở dưới này. Như vậy thì những cái đường mà kết nối giữa cái switch này, chúng ta sẽ cấu hình đường trunking. Và ở đây chúng ta sẽ cấu hình cái VTP như cái đề yêu cầu. Switch 1 này nó sẽ làm VTP server để nó quảng bá các cái switch, quảng bá các cái VLAN ở trên switch 1 này nè. Chúng ta chỉ cần tạo các VLAN trên switch 1 thì cái giao thức VTP này nó sẽ đẩy xuống, đẩy các cái VLAN xuống dưới đây. Thì đó là tổng quan về giới thiệu sơ lược về cái sơ đồ này. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết ha. Giờ trước tiên á, thì là yêu cầu mình cấu hình cơ bản các thiết bị. Cấu hình cơ bản các thiết bị thì các em đặt IP theo như cái sơ đồ này ha. Rồi. OK. Thì bây giờ á, cái câu số 2 á, người ta yêu cầu cấu hình VTP. Cấu hình VTP thì chúng ta cấu hình domain name nè, password nè và switch server, switch client. Thì trước khi cấu hình VTP á, thì mình phải cấu hình cái đường, những cái đường này là đường trunking nha. Chúng ta vào switch 1. Con terminal hot name ha, switch 1. Chúng ta vào interface range. Để mình chọn hai cổng đúng không? Cổng 0 sẽ 0. Ba cổng luôn. 0.1,
0.0 cho tới 0.1 rồi 0.2 đó. Chúng ta chọn cái range đó ha. Rồi. Support encapsulation. Support mod trend đúng không? Chưa được, đây là ship đây mà. Đây ba rồi. Support trend encapsulation dos màu quy. Support mod trend. Rồi. Như vậy thì chúng ta đã cấu hình ba cái đường trung kinh rồi ha. Tiếp theo là mình vào switch 2. À. Switch 2 thì chúng ta cũng cấu hình là hostname switch 2 ha. Rồi, interface brand E0.0.1 support trunk encapsulation dos 1q ha. À, rồi switchboard mod đó. Rồi, chúng ta cấu hình cái đường trunk để cho tất cả các cái VLAN nó chạy qua đó. Kế tiếp là switch 3 config terminal hostname trước nha. Switch 3 hostname này nó rất là quan trọng để chúng ta show CDB lên chúng ta thấy ha. Interface range E0.0 như trên sơ đồ đó cho tới 1 ha. Switchboard trong encapsulation dos 1q switchboard mod. À. Như vậy là mình vừa cấu hình ba cái đường trung kinh cho ba switch này ha. Và cái đường trung kinh tới cái router R2 luôn. Đó. Thì bây giờ á thì cái đề bài nó yêu cầu là mình cấu hình VTP ha. Trong đó switch 1 này là VTP server. À, còn switch 2 này và switch 3 này nó là VTP client. À, rồi, chúng ta vào ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu cấu hình VTP. Chúng ta thoát ra ha. Đây. VTP domain name ha. Thì mình sẽ ghi cái domain name của cái công ty của mình ha, của tổ chức của mình ha. Chúng ta lưu ý là cái domain name này nó phải giống nhau trong tất cả các switch thì nó mới chia sẻ các cái VLAN ha. VTP domain giả sử như thầy đặt ở đây là Warren. Đó. Rồi, tiếp theo là VTP password để chúng ta bảo mật ha, Cisco. Rồi. Và VTP mod là server ha. Đó. Ok, chúng ta vào các switch ở dưới. Switch 2 thì sao? Switch 2 thì chúng ta cũng cấu hình VTP domain name. Domain name phải giống nhau nha. À, chúng ta lưu ý nó phân biệt chữ hoa chữ thường đó nha. À, domain ở trên chữ hoa thì dưới cũng phải chữ hoa. À, VTP password. À, password này nó cũng phải giống nhau thì nó mới chia sẻ được. À, rồi VTP mod. Ở đây nó là switch 2 cho nên nó là mod client. Enter. À. Tiếp theo chúng ta vào switch 3. Thì switch 3 mình cũng cấu hình VTP domain giống nhau đúng không? À, domain warren. Rồi VTP password phải giống nhau, Cisco. Và VTP mod set nó lại là mod client. À. Thì sau khi chúng ta đã cấu hình giao thức VTP rồi á thì các em vào server này nè. À, chúng ta vào server. Chúng ta vào server, chúng ta tạo ra VLAN. Thì ở đây á mình có ba phòng ban ha. À, giả sử như công ty mình có phòng ban, phòng kế toán nè, phòng nhân sự nè, phòng marketing nè ha. À,
Thì bây giờ mình sẽ tạo ra 3 phần 3 đó. Bằng cách là tạo ra VLAN 10 đó. Enter cái nha. Giả sử như đây chúng ta đặt tên name là gì? Kế toán đi à, kế toán à. Đây, chúng ta exit ra. À, tiếp là VLAN 20 à, chúng ta đặt tên nó là nhân sự đi. Rồi à. Rồi VLAN 30 chúng ta đặt tên là marketing đi, đúng không? Name marketing đó. Ok, như vậy thì mình vừa tạo xong ba cái VLAN. Bây giờ để thẩm tra lại thì chúng ta show VLAN quyết định coi đó. Các em thấy này đã tạo ra được ba cái VLAN 10, 20, 30 ở trên server rồi nè. Bây giờ mình kiểm tra coi ở dưới switch 2 và switch 3 nó có nhận được các cái VLAN này hay không. À, chúng ta cũng vào show VLAN click enter này. Chúng ta thấy rằng switch 2 nó đã nhận được những cái VLAN do switch 1 nó đẩy xuống nè. Rồi mình có thể vào switch 3 để mình kiểm tra ha. Show VTP, show VLAN đó. Chúng ta cũng thấy là switch 3 trong trường hợp này nó cũng đã nhận được các cái VLAN rồi ha. Thì như vậy thì coi như là cái việc mà tạo ra các VLAN đã xong. Tiếp theo sau đây tôi sẽ hướng dẫn các anh chị câu số 3, hiệu chỉnh STP. Thì ý nghĩa của cái câu này là như thế này. Chúng ta có 3 switch 1, 2 và 3. 3 switch này kết nối với nhau qua đường trunk à. Thì khi mà chúng ta kết nối cái topology, tức là cái sơ đồ mà nó có cái vòng lặp như thế này, thì default mặc định giao thức STP nó sẽ block lại một cái port để nó chống lại cái lớp à. Ví dụ như trong trường hợp này nó block lại cái port E0.0 này để ngăn cho cái việc mà mạng của mình nó bị lấp, nó chạy lòng vòng như thế này à. Thì giao thức STP nó lốc, mà nó lốc cái kiểu luận lý nha các em, tức là cái bộ này á về mặt vật lý nó vẫn chạy, nhưng mà luận lý á là nó không forward cái traffic đi à, cho nên nó mới chặn được cái lốc, đúng không à. Thì khi mà có một cái đường đường link khác nó bị đứt thì lập tức cái bọn này nó sẽ mở lên à, để nó dự phòng à. Như vậy cái bọn này nó đóng vai trò là dự phòng và cái trạng thái của nó là block à. Nhưng mà chúng ta lưu ý rằng á cái giao thức mới là per VLAN Spanner Tree Flush nó chạy trên các cái thiết bị Cisco á, thì nó lóc tất cả các cái VLAN cùng chung một cái bọt. Hay nói cách khác là gì? Cụ thể trong trường hợp này nè, cái bọt E0.0 này nè, nó lóc tất cả các VLAN. Có nghĩa là đối với VLAN 10 thì nó cũng đi qua đường nào? Nó đi qua đây, đi qua đây, đi ra. VLAN 20 cũng vậy, nó cũng đi qua đây, đi ra. Tại vì cái bọt này nó bị lóc rồi. VLAN 30 cũng vậy, nó cũng đi qua đây, đi ra. Ha. Thì nếu như cái bọn này á nó để như vậy và nó lock hết tất cả các bọn thì nó sẽ bị tình trạng là lãng phí, tại vì chúng ta để không, đúng không, chúng ta không có forward bucket vào. Trong khi cái traffic nó đi qua đường này nó bị full thì cái bọn này nó để không, lãng phí à. Vậy thì bây giờ chúng ta phải cấu hình hiệu chỉnh cái span entry này lại để
loss balance, tức là traffic nó sẽ đối với VLAN 10 á, thì nó block cái bọn này, nhưng mà đối với VLAN 20 thì nó block bọn khác trong sơ đồ này, đối với VLAN 30 thì nó block bọn khác. À, thì cái việc đó nó giúp cho cái mạng của mình nó cái performance, tức là cái năng suất mạng nó tăng lên. À, ví dụ như VLAN 10 nó sẽ đi đường này, à, nhưng mà VLAN 20 nó đi qua đường này, rồi VLAN 30 nó đi qua đường này. Đó, thì nó giúp cho cái traffic mạng của mình nó tốt ha, cái băng thông nó tốt, nó tối ưu. Vậy thì cái câu này nó yêu cầu như thế này: đối với VLAN 10 á thì block cái bọt E0.1 của switch 1 lại, tức là cái bọt này nè sẽ bị block đối với VLAN 10. À, như vậy thì VLAN 10 nó sẽ đi qua đường bên này. À, rồi yêu cầu thứ hai là gì? Đối với VLAN 20 á thì nó block cái bọt E0.1 của switch 2. À, như vậy thì E0.1 là bọt này ha, bị lock lại đối với VLAN 20. Và tương tự như vậy, VLAN 30 nó block cái bọt E0.1 của switch 3. À, E0.1 switch 3 ha. Thì đó là cái yêu cầu ha. Thì để làm được cái câu này thì trước tiên á mình phải ôn lại lý thuyết. Bây giờ chúng ta nhớ lại nè, cái giao thức Span Entry Protocol đó, thì trong đó nó có cái lý thuyết rất là quan trọng là gì? Cái số priority của switch, à, hay còn gọi là brick ID ha. Trong cái brick ID á nó có cái số priority. À, thì cái số priority này á nó sẽ quyết định là switch nào làm root brick. À, rồi quyết định cái bọn nào nó sẽ bị block lại. Nói chung nó còn nhiều cái số khác nữa, nhưng mà ở cái trình độ CC này á thì các em chú ý cho thầy cái chỗ số priority của switch. À, và chúng ta sẽ sử dụng cái priority này để chúng ta cấu hình hiệu chỉnh cái span entry trong trường hợp này. À, thì trước tiên chúng ta vào ba switch, ta vào switch 1, switch 2, switch 3. À, bây giờ thầy vào switch 1 trước thầy coi nha. Thì như thầy nói đó, trong switch nó có cái số priority. Vậy thì chúng ta show lên. Show span entry ha. Và bây giờ VLAN 10 đi ha, show span entry VLAN 10. Thì các em chú ý là cái số này. Brick ID, số priority của nó là 32778. Tức là switch này á nó có priority của VLAN 10 là 32778. À, rồi. Còn cái root, root tức là cái priority của root đó cũng là 32778 luôn nha. Đó. Và trong trường hợp này chúng ta thấy rằng cái switch này nó không phải là root brick của VLAN 10 nha các em. Chúng ta nhớ lại coi. Root brick thì điều kiện để làm root brick là gì? Điều kiện để làm root brick là cái hai cái số này nè, priority và cái MAC address. À, thì đầu tiên á switch nó sẽ coi cái số priority này, thì cái con switch nào mà có priority nhỏ nhất thì nó sẽ làm root brick. Còn trường hợp mà priority này bằng nhau thì nó sẽ xét tới cái address. À, và switch nào có address nhỏ nhất thì đó sẽ là root brick. À, như vậy thì chúng ta show switch 1 lên, chúng ta thấy rằng switch này á nó không phải là root brick. À, à, bây giờ chúng ta qua switch 2 coi. Show span entry do show nha. Do show span entry VLAN 10. Thì các em thấy rằng ở
Ở đây là chúng ta thấy cái Priority và cái MAC Address ha. Thì trong trường hợp này Switch 2 này nè, nó làm root brick nha các nha. Switch 2 nó làm root brick. Tại sao thầy biết? Bởi vì chúng ta thấy nè, root ID address của nó là 6000. Rồi brick ID address của nó cũng là 6000. Thì khi mà chúng ta thấy hai cái này bằng nhau, tức là nó đang làm root brick của cái VLAN đó. À. Như vậy thì chúng ta vào thêm switch 3 nữa, chúng ta coi. À. Còn thêm cái đó. Show penalty do show. Do show VLAN 10. Các em thấy rằng sao? Root brick á là của switch 2 đúng không? Root brick là switch 2 ha. Và brick ID trong trường hợp này là 900 đuôi. Rồi ở đây thì các em thấy trong cái topology này thì cái bọt mà đang bị lóc của VLAN 10 là bọt nào? Thì rõ ràng chúng ta thấy bọt E0 sẽ 0 của switch 3 nè, không E0 sẽ 0 của switch 3 nó đang bị lóc à. Nè trạng thái nè, trạng thái là alternate, tức là trạng thái là dự phòng. À sorry, vai trò là dự phòng ha. Còn trạng thái của bọt là block ha. Đó. Thì như vậy thì chúng ta đã xác định được đối với VLAN 10 thì switch 2 này là root ha. Và cái bọt bị lock là bọt E0 sẽ 0 của switch 3. Rồi. Bây giờ yêu cầu của cái đề là chúng ta cấu hình sao cho block cái bọt E0 sẽ 1 đó, lớp bọt này à. Như vậy thì chúng ta làm sao, các bạn suy nghĩ là chúng ta phải làm sao à. Rồi bây giờ thầy nói cái ý tưởng nha. Thì như đã nói đó, các switch nó bầu chọn root brick bằng cái số priority và MAC address à. Vậy thì trong trường hợp này ý tưởng của mình là gì? Chúng ta sẽ cấu hình cái priority của cái VLAN 10 cho switch 2 này nè là nhỏ nhất à. Nếu nó là nhỏ nhất thì nó sẽ là root brick à, ok ha. Như vậy cái thứ nhất là chúng ta phải cấu hình switch 2 này priority của nó nhỏ nhất à. Rồi bước thứ hai, hai cái switch này thì switch nào mà có priority cao hơn thì cái bọt của nó sẽ rơi vào trạng thái block bọt. Như vậy thì ý tưởng là chúng ta sẽ cấu hình switch 1 này cái priority của nó cao nhất à, thì lúc đó nó sẽ block lại cái bọt E0 sẽ 1. Thì đó là ý tưởng. Còn bây giờ chúng ta vào chúng ta làm thử coi cái ý tưởng đó nó có hiện thực được hay không, nó có chính xác được hay không à. Rồi trước tiên chúng ta vào switch 2, chúng ta cấu hình ha. Spend VLAN 10 priority, priority là bao nhiêu là nhỏ nhất. Thì đây chúng ta thấy rằng cái số các em đặt câu hỏi thì nó ra số 4069 nha. Chúng ta lưu ý là số 0 là nhỏ nhất nhưng không được đặt là 0 nha, không được đặt là 0. Tại sao thì thầy sẽ nói sao nha. Ở đây chúng ta đặt cái số là 4096. 4096. Rồi chúng ta enter cái. Rồi. Như vậy với cái việc mà đặt priority thấp nhất như thế này thì switch 2 lúc này chắc chắn nó là root brick trong mọi trường hợp à. Và bây giờ trong hai switch này á thì cái priority của switch 3 này nó cao hơn, cho nên nó block cái bọt E0 sẽ 0 này lại à. Vậy muốn block cái bọt E0 sẽ 1 của switch 1 thì chúng ta điều chỉnh switch 1 này nè, priority của nó là cao à, cao nhất đi trong trường hợp này. Rồi bây giờ chúng ta vào switch 1 à. Thì trước tiên cấu hình thì chúng ta show lên spend ND VLAN 10, các em thấy là nó chưa bị lóc bọt nào nha, cái bọt 0 sạc 1 này nó chưa bị lóc à. Bây giờ thầy sẽ cấu hình còn
Penalty quy lên 10. Priority, priority là bao nhiêu là cao nhất? Thì đây chúng ta thấy có cái số 61.440 cao nhất ha. 61.440. Rồi chúng ta enter một cái. Ok. Bây giờ mình do show penalty VLAN 10 coi nó lock đúng cái bọt mong muốn không? Bọt E0 sang 1. Chưa. Đúng không? Chưa. Chờ chút. À có rồi nè. Đây các em thấy nè, bây giờ cái bọt E0-1 nó đã ở trạng thái dự phòng. À sorry, vai trò là dự phòng và trạng thái của nó là block. Đó. Như vậy thì chúng ta đã làm xong cái câu đầu tiên là chúng ta chuyển cái block bọt qua E0-1 của suite 1. Rồi bây giờ câu số 2. Đối với VLAN 20 á thì block bọt E0-1 của suite 2. À, suite 2. À, bọn này nè. Nếu cái yêu cầu như vậy thì ý tưởng của các em là gì? Ý tưởng là gì? Thì ý tưởng cũng rất là dễ. Giống như cái câu hồi nãy ha, đầu tiên á là chúng ta cấu hình switch 1 này nó làm root rig của VLAN 20. À, bằng cách là chúng ta cho nó priority của VLAN 20 thấp nhất. Sau đó chúng ta cấu hình lại switch 2 này priority cao nhất thì lúc đó nó sẽ block lại bọt 0.1 ha. Rồi. Bây giờ chúng ta vào switch 2 coi. Switch 2 chúng ta do show spend VLAN 20 lên các em thấy sao? Thì chúng ta thấy rằng cái bọt F0.1 này nó chưa có bị block ha, chưa bị block. À. Tức là nó đang block cái bọt F0.1 của switch 3 bên này. Hoặc là cái bọt F0.0 của switch 3 nha. Ok. Bây giờ chúng ta tiến hành cấu hình ha. Thì như thầy nói ý tưởng á thì chúng ta phải cấu hình cho switch 1 này nó làm root brick của VLAN 20 à, để cấu hình spend VLAN 20 priority root brick. Root brick thì cái priority của nó sao? Nó phải là thấp à, thấp nhất 4096 đúng không? Đó. Enter cái. Rồi, ok. À, bây giờ các em qua switch 2. Switch 2 chúng ta show spend entry lên coi. Do show spend entry VLAN 20. Thì các em thấy cái bọt E0-0 này nè là cái bọt root bọt nè. Ha, à, root bọt ha. Và root rig trong trường hợp này là switch 1 rồi ha. Tuy nhiên á, thì cái bọt E0-1 của nó chưa ở trạng thái block bọt. À. Bây giờ để cho nó ở trạng thái lock bọt á thì mình phải cấu hình cái priority của nó cao hơn cái switch 3 bên đây nha. À, chúng ta cấu hình nó cao nhất đi ha. Bằng lệnh gì? Spend entry VLAN 20 priority hỏi cái. Rồi, cho nó 61.440 ha. Cho nó cao nhất luôn. Enter cái. Rồi, sau khi chúng ta cấu hình rồi thì chúng ta xem lại cái bọt nó đã block chưa. Ở 0.1 chưa block đúng không? Chúng ta chờ chút để nó update lại ha, nó tính toán lại. Chưa luôn. À rồi xong. Vậy thì chúng ta thấy rằng E0.1 nó đã ở trạng thái block. À. Vậy thì chúng ta đã xong cái câu số 2 là VLAN 20 block bọt E0.1 của switch 2. Còn lại câu số 3, câu số 3 các em làm được không? Câu số 3 chúng ta chuyển block bọt E0.1 của switch 3. À, switch 3. À. À, thì chúng ta cũng cấu hình switch 1 nó là root brick của VLAN 30. À. Rồi sau đó chúng ta chỉnh cái priority của switch 3 này nó cao lên.
thì nó sẽ tự động lock. À, thì đó là câu số 3, hiệu chỉnh spectrum. Rồi bây giờ tiếp theo là thầy hướng dẫn cái câu số 8. À, cấu hình R1 làm DHCP server cấp IP cho VLAN 10, 20, 30 nha. Thì chúng ta vào R1. À, nhưng mà trước khi làm cái câu 8 này á thì mình cấu hình định tuyến đi nha. Cấu hình định tuyến cho các cái router trong trường hợp này. À, thì bây giờ á, ở đây mình sử dụng OSPF R0 ha. Chúng ta vào R1 nè. Ta dùng lệnh gì? Router OSPF process ID là 1 ha. Rồi network bao nhiêu RAM? Network là 1.2.16.12.0.0.0.255 qua càng mát đó nha. AR0 rồi xong một cái tiếp tới 13 đúng không, 13.0 rồi tiếp 10.1.13.0 cái này chúng ta học rồi nha. Rồi 1.2.16.10.1 đúng không, 10.10.0 đó. Rồi xong ha, xong R1. Rồi bây giờ chúng ta vào R2. R2 thì sao, thì cũng cấu hình OSPF giống vậy đúng không, còn bị terminal router OSPF process ID 1 network nhiêu 10.1.10.0.0.0.0.255 R0 tiếp network 10.1.20.0 rồi tới 30.0 rồi tiếp là gì, 172.16.12.0 đó. Ok, qua R3. Chúng ta cũng qua R3 làm giống vậy đúng không? Còn thì terminal router OSPF process ID 1 ha. Network 172.16.13.0 0.0.0.255 R0. Rồi tiếp network 10.1.13.0 13.0 0025 ha. Rồi tiếp 172.16.30 ha. 30 à. Đó, như vậy thì chúng ta vừa cấu hình OSPF cho ba router này. Thì bây giờ á, mấy em lưu ý là để cho các VLAN nó chạy á, nó chạy trên tất cả các cái đường này á, thì mình phải cấu mấy cái cấu hình cái đường này là đường trung kinh ha. Thì chúng ta vào switch S4 nè. Ta vào switch S4. Hostname switch 4. Rồi mình vào interference E0 set
một cho tới mấy, cho tới ba, shipboard Control Encapsulation Dot 1Q Shipboard Motron à. Đó. Rồi mình chờ chút xíu để cho các cái router này nó thiết lập mối quan hệ láng giềng và nó chia sẻ các cái link stay của nó, và nó tính toán ra được các cái đường đi thống nhất đúng không? À. Giờ để kiểm tra đó, để kiểm tra nó có các cái đường chưa thì chúng ta vào R1 nè, ta show lên coi, show IP root lên nha, ta sẽ thấy nó có các cái đường chưa. Ba mươi chấm một, cái con e không không này nó chưa có quảng bá vào đây ha, chưa tính được ha. R3 đây. Show IP code coi. Chưa thấy mấy cái đường bên trong này đúng không? À, chúng ta vào kiểm tra R2 lại coi mình cấu hình cái gì chưa đúng. 12. Show IP interface break kiểm tra trong sẽ 12 up, up, binh 172.16.12 bao nhiêu? Chấm một là thấy không? À ở đây mình chưa tạo ra các cái VLAN, chưa tạo VLAN thì nó đâu có chạy ha. Để thì mình vào cái switch này nè, switch 4 này nè, mình phải tạo ra VLAN nha. Config terminal VLAN nhiêu? VLAN 12. Rồi VLAN 13 ha. Đó. Và mấy em chờ chút xíu thì nó mới chạy. Ha. Nó phải có VLAN 12, 13 thì nó mới chạy qua cái đường trung kính này chứ, đúng không? Thì lúc đó mình binh nó mới thấy được ha. Bây giờ nè, mình vào R1 mình show lên. Show lên IP root lên có thấy không? Cũng mới có một cái đường này thôi đúng không? Từ từ chờ chút nữa. Đó, ta thấy nó thiết lập mối quan hệ láng giềng rồi đó. Rồi giờ nó chia sẻ các cái trạng thái đường liên kết cho nhau, rồi nó tính toán ra được các cái đường đây nè, ha, đó, thấy chưa? Đó. Ok, như vậy thì chúng ta đã routing xong, ha, xong cái chỗ này. Còn mấy cái việc râu ria khác, ví dụ như là đặt ID cho các router. Rồi điều chỉnh bầu chọn DR, BDR thì mấy em xem chúng ta làm ha. Rồi ngoài ra thì mình còn cấu hình quảng bá R1 quảng bá cái default root ha. Thì để mà quảng bá cái default root cho các router khác á thì mấy em lưu ý chúng ta vào R1 ha. Router OSPF process ID 1 ha. Rồi chúng ta đánh lệnh default
Information Originate. Chúng ta enter cái thì nó sẽ lan truyền cái đường default root cho các router khác. Đây, chúng ta bỏ R2, chúng ta show lên coi. Show root. Đó, các em thấy nè, cái đường default root nè, đi ra ngoài ha. Rồi. Tiếp theo là mình cấp IP cho các VLAN. Thì ở đây á, yêu cầu R1 cấp IP cho các VLAN. Không? Thì chúng ta sẽ tạo IP DHCP bool. Bool VLAN 10 đi ha. VLAN 10. Rồi. Rồi, network. Network là gì? Network là mình cấp cho cái 10 trong đây nè. Network là 10.1.10.0 rồi 255.255.255.0. Rồi tiếp default gateway đúng không? Default router là 10.1.10.1. Đó. DNS ha, DNS là 8.8.8.8 nha. Tương tự như vậy chúng ta cấp cho cái VLAN 20 nha. VLAN 20. Rồi. Network 10.1.20. Đó. Rồi default router là 10.1.20.1. À. Rồi, DNS server 888. Tương tự như vậy, em cấp cái bool kế tiếp là gì? Bool VLAN 30. À. Rồi. Network 10.1.30.0. Rồi, tiếp tục là DNS server. Rồi gì nữa? Phải có cái default router nữa ha. À, default router là nhiêu? 1.30.1 nha. Show lên coi. Rồi. À, mình còn phải trừ ra một số cái địa chỉ nha các em. Trừ ra địa chỉ từ 1 cho tới 20 đi ha. IP DHCP as root address 10.1.10.1 cho tới 10.1.10.20 đi ha. Trừ ra 20 cái địa chỉ đó nha. Tương tự như vậy, đây trừ ra 20, đây trừ ra 30. 30.1 cho tới 30.20. Đó. Mấy cái địa chỉ này mình trừ ra để mình để dành đặt cho các cái node tỉnh á. Cho các cái node nó cần IP tỉnh như là server nè, máy in nè, máy fax vân vân. Thì đó là cấp DHCP. Thì câu hỏi là sau khi mình đã cấu hình DHCP đây rồi thì các cái máy ở dưới nó xin được chưa mấy em? À, chưa. Chúng ta lưu ý rằng do cái các cái máy dưới đây nó gửi cái broadcast lên đó, R2 nó sẽ chặn lại, nó không forward qua đây được. Thành ra đó mình phải cấu hình cái gọi là DHCP Relay Agent. À, rồi chúng ta vào
config terminal interface E0-1.10. Đây chúng ta cấu hình là gì? IP Apple IP IP Helper Address. Rồi mình chỉ cái địa chỉ Unicast bên kia là bao nhiêu? VLAN 12 là 172.16.12.1 nha. Đó, như vậy nó mới sinh được nha. Tương tự như vậy, chúng ta vào interface E0-1.20. Rồi mình cũng đánh IP helper ASIS interface E0-1.30. Rồi mình cũng đánh IP helper để cho nó chuyển cái gói tin đi tới cái server đó nó sinh. Rồi ok, như vậy thì chúng ta đã cấu hình HCP đây xong rồi. Bây giờ mình gán cái bọt này cho VLAN 20, gán bọt bên đây cho VLAN 30 ha. Chúng ta vào switch 2. Switch 2 nè. Config terminal interface 0-2. Switch bọt mode access. Switch bọt access VLAN 20. Ha. Rồi. Tương tự như vậy chúng ta vào switch 3. Config terminal interface E0-2 switchboard mode access switchboard access VLAN 30. Đó. Thì như vậy thì chúng ta đã gán các cái bọt đó vào rồi. Bây giờ mình vào mấy cái PC này mình xin ha, mình xin IP rồi được chưa? Chúng ta vào PC chúng ta đánh lệnh IP DHCP enter cái cho nó sinh ha. PC bên đây đó nó sinh được rồi đó mấy em nè, nó sinh được cái địa chỉ mà mình cấp địa chỉ đầu tiên là 21 nè. Bên đây IP DHCP enter cái. Đó, xin được rồi đó. 30 ha. Bây giờ chúng ta bin ra ngoài internet thử coi được không nha. Cho bin. 8888. Thấy không? Time out chưa được ha. Giờ mấy em bin từ PC này qua PC bên kia coi được không? Bin 10.1.20.21. Đó. Như vậy thì bin qua trong nội bộ thấy rồi. Giờ chỉ còn bin đi ra ngoài internet nữa là ok ha. Thì để đi ra ngoài internet á, cái con R1 này nó phải NAT nha các em. Nó phải NAT. Vậy thì chúng ta cấu hình NAT như thế nào? Rồi. Cấu hình NAT nha. Trước tiên á, thì để NAT overload á, thì mình phải tạo ra một cái access list ha. IP access list. Access list ha, access list 1 đi. Permit. Permit gì? Chúng ta permit những cái range bên trong này nè. Nha. Đó. Thì thôi ở đây á, thầy permit any đi nha. Thầy permit any cho nó chạy trước. Các em lưu ý là mấy em phải permit đúng cái range IP mà chúng ta cho ra nha. Do ở đây thầy chưa có tính cho nên thầy permit any luôn à, nhưng mấy em phải làm khác nha. Rồi. Sau đó thì chúng ta vào chúng ta đánh IP NAS inside short list
chuột list mình mới tạo ra là list 1 ha. Rồi interface gì? Interface ở 0 sẽ 1. Rồi sao nữa? Overload ha, overload xong ha. Rồi mình sẽ vào interface E0 sạc 1 IP NAT outside nha. Đó, cho nó NAT ra ngoài nha. Lâu thế. Mình đặt outside. Lâu dữ ạ. Rồi, IP đặt outside. Giờ mình vào cái cổng bên trong. Interface E0 sẽ 0.12 IP NAT inside ship interface E0 sẽ 0.13 IP NAT inside ship interface S2 sẽ 0 IP NAT inside luôn. Đó. Rồi bây giờ mình check thử cái bin ra ngoài được chưa nha. Chúng ta vào PC1 à. Vào bin. Bin 888. Rồi ok, các em thấy chưa? Thành công. Như vậy là coi như là mạng của chúng ta nó đã chạy rồi đó. Bây giờ nhiệm vụ của các em là làm tiếp một số cái rau ria, ví dụ như điều chỉnh router ID, cấu hình access list, cấu hình IPv6 vân vân. Vậy là thầy vừa hướng dẫn với em cấu hình một trong những cái bài lab khó nhất của chương trình CC này, đó là bài lab tổng hợp 2. Thì các em tóm lại cái bài này là chúng ta làm những cái gì? Thứ nhất á, là mình phải cấu hình cơ bản các cái router, các cái switch à. Thứ hai là cấu hình VTP à. Cấu hình VTP để cho ba switch này nè nó chia sẻ cái những cái VLAN à. Nhưng mà trước khi cấu hình VTP á, thì chúng ta phải cấu hình cái đường trung kính giữa ba cái switch này à. Rồi sau đó thì chúng ta hiệu chỉnh cái STP. Thì mấy em hiệu chỉnh sao cho nó block bọt, nó load balancing ha. Nó cân bằng tải để cho mạng của mình nó chạy good ha. Kế tiếp là chúng ta định tuyến giữa các VLAN. Thì để định tuyến giữa các VLAN đó thì mình sẽ vào các cái sub interface nè. Chúng ta đặt IP trên đó ha. Rồi cái đường trung kính này nữa là xong. Rồi sau đó thì chúng ta cấu hình định tuyến à, định tuyến OSPF à, ở đây chúng ta cấu hình R0 à. À. Nhiệm vụ kế tiếp là cấu hình DHCP trên R1 à, để nó cấp IP cho tất cả các client dưới đây à. Chúng ta chú ý rằng các client ở đây á, nó xin IP á, thì nó gửi gói tin broadcast đi tới R2 này nó chặn lại, không đẩy qua đây được. Vậy thì để nó muốn đẩy cái gói tin nó qua đây thì chúng ta phải cấu hình DHCP relay agent à, mà chúng ta đã học rồi à. Thì đó là một số cái nhiệm vụ cơ bản của cái bài này. Ngoài ra nó còn một số cái nhiệm vụ nhỏ nữa thì các em coi chúng ta nghiên cứu chúng ta tự làm à. Rồi ok.